Chắc các bạn tin nhanh 24/7, kỳ lạ giếng nước bỗng nhiên sôi 70 độ C. Hiện tượng này diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng 7 tại làng Hồng Tăng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Vào tháng 4, gia đình anh Bin đã đào được hai cái giếng cách nhau khoảng 10 mét, nhưng đều không có nước. Sau mưa một ngày, giếng nước lạnh bỗng nhiên hóa sôi, còn giếng kia không có điều gì xảy ra thất thường, mặc dù cách nhau hai giếng không xa. Giếng nước sôi mạnh nhất trong khoảng từ 12 giờ đến 4 giờ chiều và ấm cho tới tối hôm sau. Người dân nơi đây cũng cho phép một cách thử độ sôi của nước đến mức nào. Một số quả trứng gà cho vào túi ni lông thả xuống giếng nước khoảng 30 phút sau trứng chín và chỉ có 3 phút thì mì gói tôm lại bỏ bụng. Với thử nghiệm này, nhiều người nhận định nước phải sôi đến 70 độ C. Trao đổi với chúng tôi, anh Siêu Phát, trưởng thôn Thông Tăng cho biết, từ trước đến nay làng anh chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này. Đang đi làm trên rẫy bỗng nhiên một số người dân báo cáo sự việc giếng nước sôi, tu qua xem xét tình hình, thấy thực trạng có thật. Thử đưa một cây xào xuống thì thấy đền nóng và nước bốc hơi. Gia đình anh Bin không dám sử dụng nguồn nước này vì chưa tìm được nguyên nhân hiện tượng nước là gì. Cảm ơn quý vị theo dõi này, hẹn lại video kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.